Trong chuyện này thằng nào có lỗi? Thằng có lỗi. Chắc chưa? Tôi giải đi, thằng có lỗi. Có lỗi. Dạ. Thằng có lỗi nè. Giờ thôi, không, hỏi lại lần nữa thằng nào ngày qua có lỗi. Đúng cảnh. Chắc chưa? Ba thằng có lỗi. Hôm nay cảm thấy mình đã nhấn dứt cái đầu. Dạ yeah, ông có lỗi không? Được không? Chứ che khóc luôn ba ơi. Trời chứ. Bây giờ xây sẩm mặt mày mọi người. Trong cái chuyện này ai cũng có lỗi. Nói chung là hôm nay mình nói chuyện cũng hơi hạn chế xíu nha bạn. Không phải hạn chế gì mà tại vì không nổi. Chúng ta về kênh số 7. Chứ các bạn nè, các bạn nào tắm khuya hạn chế lại nha. Tại vì mình cũng thấy có những cái trường hợp mà tắm khuya cái bị liệt trên kênh số 7 không bạn. Các bạn nên hạn chế nha, tại vì cái thân thể của mình nó nhiệt độ nó không nó bị thất thường á. Nên dễ bị, nên các bạn tắm sớm chứ. Tắm phim mà vô máy lạnh nữa anh, vô máy lạnh nguy hiểm. Sao ừ. Là trời. Giữ sức khỏe cho mọi người. Alo, anh Cảnh ơi, đi ra quán cà phê có bột uống nước nè anh. Có chuyện này vui lắm. Có chuyện này vui lắm á. Vui. Nhóm qua thằng bộ nói thằng nào mẹ nó đẻ cái mẹ ra chết kìa. Đẻ. Ê, bộ đang nghĩ luôn cái gì vậy? Cái câu của tao mày không được lấy. Mẹ mẹ đẻ là sao? Mẹ nó đẻ cái mẹ ra chết. Ờ. Chơi gì vậy? Chơi bánh thịt câu. Không tặng gì vậy? Anh nấp không có sẵn rồi anh né. Nếu gì hoài em không né. Đi ra đi đánh banh không? Đi. Trời ơi, đi đánh banh đi à. Ờ, đi đánh bia. Bây giờ thì đánh bia với đá banh. Đá banh. Với lại tính tóc băng hàng nữa. Chỗ nào? Đi chơi game. Không ai nói chuyện với ai luôn. Anh với anh chị đi đá banh hả? À. Hai đây em như em chụp vui được không? Ừ. Chụp. Dạ, mà chụp nữa hai cái banh nhỏ xíu mà chụp không được. Đó, khung gõ mà. Ừ, nghe vậy em chụp nha. Mà chụp anh nhỏ xíu. Đồ này gối ghế nó rồi đi. Mối xù ghen nha nè. Hai đâu? Vậy. Hai. Em có uống cà phê? Không. Này chứ đi banh đá banh luôn. Bàn chỉ đá banh mà anh Hải anh đi đâu đá được. Mình đá nổi. Hôm qua chơi nó hơi sơ xúc xíu. Tại quy đó xong nhiều quá. Toàn mình đâu nước được. Hơi sơ xúc xíu chứ không phải là tao nói nhẹ. Nó sơ xúc là mình hơi ẩu xíu. Chứ không phải nhẹ. Mày bên Thái bây giờ vậy. Bỏ đi. Bỏ đi em hút không à. Bỏ đi em cảnh ra hơn. Cảnh đẹp trai mà bỏ đi cho em hút. Rồi đá banh nè. À bây giờ đi đâu giờ? Đi đá banh đi qua. Đá banh vậy. Nè đá sân nào. Đá đùng mỏ biết sao. Biết sao luôn. Biết. Tao bao cho đẹp luôn. Nguyễn Cảnh giờ đâu còn, có Dương Cảnh á. Thôi mà anh Cảnh đẹp trai nhất. Có Minh Cảnh nè. Ừ. Có Minh Cảnh. Dương Cảnh đẹp trai lắm ơi. Có ca sĩ Minh Cảnh nè. Đi đá banh đi với bà, đi đá banh cho khỏe khoắn thằng. Tại mình làm việc tốt, tại mình làm việc á, mình lại chém tối mà y ăn cái họng bị cứng rồi. Coi câu lé rồi được không? Much later, that the old narrator got tired of waiting and they had to hire. Rồi gãy đi bánh chưa gãy. Kêu gãy qua đi gãy. Kêu lại đi hỏi anh Hải đi đó anh không? Đi mày đi không? Còn mày đi không? Nói nhỏ nhẹ. Mày đi không? Mày đi không? Thôi. Cho mày đi. Mày. Mày đi vậy? Trái phải tay bắt á. Con ngồi của ba đâm. Ba đâm làm đạo. Mà liền cái lóc á. Nhà anh nữa có đi chân đi chứ. Ừ, trời ơi, mấy anh đá đi theo đi, chỗ vui. Chứ mẹ nhà tù túng đó. Tù túng rồi xong cái mình ghiếp mình thành tù tội luôn. Nhà luôn. Tình cảm con. Tình cảm. Đây, có khi nào mình đi có gửi luôn. Ừ. Gửi là mày hơn khung. Nói tao phải làm bà. Rồi tao chửi tao. Không phải đâu tao. Phải không? Cảm biết tại sao không? Thằng này nó không cho đi, sợ có gậy. Ê, gậy xong rồi sao mới chứ hả? Mày cho nó đi đi, mày mới biết được cái tính tình của nó. Đúng rồi. Coi nó có bỏ mày không. Mày em nói mà, em nói bình thường có dâu mà. Ừ. Bỏ gì nữa, chờ ba đi, bà nó sạm. Ê, thầy hút đi mà. Đâu, bà. Tới kìa. Quá lẹt. Quá lẹt. Nói này, bà nói chuyện của bà đẩy nữa. Nói năm đồng tiền. Nói gãy. Ê mà ngày hôm qua chơi hơi nặng. Xin lỗi, xin lỗi. Thì đó anh bày không anh xin lỗi phải không? Tao bày tao xin lỗi cho. Bày đó. Vàng uống cái này vàng. Anh không nghĩ gì đâu. Bình thường mà. Anh Hải nhìn bữa nay ra Minh Tông trời. Ủa đó cái gì anh? Nè.
sợ cái bế, có đứa sợ cái bế. Cầm về chơi đi. Tao nói này có chuyện ở nương đâu. Cung Hoa Thông á. Tao nói đẹp quá. Này cung Hoa mẹ chứ cung Hoa Thông gì. Ngủ ở đất kìa. Nói vậy. Chưa hết không? Đậu cỏ sao lại? Tao banh á. Banh với ai? Nè đi chung nè. Mấy ngày nè. Mấy ngày. Vậy chạy với mấy ghế. Dạ. Ê, mấy ghế dẫn cho mày. Thôi được rồi, khỏi. Là bạn chạy đá banh. Đúng rồi. Tại với bên đây hả? Ờ. Ừ. Đây giùm em mình không? Mày bay đi đâu? Bên đây nào bên nào? Cho mày đá ở nhà mình mà. Cho mày đi đá anh ta. Tại nhà người ta chứ. Thôi đi. Cảnh gì? Cảnh gì trời? Ai? Khùng ma tao vậy. Lộn sao vậy? Khùng ma tao vậy. Có ai đâu khùng điên rồi quá. Bữa giờ nói sao nói không có chuyện người lạ mà. Gì trời anh cảnh mà trời. Cảnh mà có ai đâu người lạ. Bỏ. Tao mặc tao mười đỡ mua anh mặc tao cười cái là bất cười. Mày nói sao bữa giờ đâu có chuyện với người lạ đâu. Là mình quen đi. Mà không phải mình đâu nói chuyện với người lạ đâu nhưng mà người quen mà. Đâu ai ai lạ đâu chị ơi. Ai lạ? Nè tao đâu biết này đâu. Đâu có ai hỏi tao. Tao với ai mà cũng. Anh hù anh hay gì á. Là quen đi. Ai nổi gà mày. Không đâu. Như ông này ai hôm nay ai anh biết không? Không tao hỏi mày tao không biết tao mới hỏi mày đó. Tình cảnh hả? Này con bị thua. Này nè, biết không? Này nè, này con của bạn. Ừ, này. Này nè, này ai? Này lần nào ông nội tôi thằng cảnh nè. Có tao mười đời mới quên tao á. Ông là gì không? Tao là thằng dễ nhớ nhất luôn á. Tao là gì? Nè hỏi cái này. Hỏi là đồng an cái này. Trai, nó tự ra là trai. Cùng vàng. Cùng vàng. Cùng vàng nhớ là để ý anh ăn cùng vàng. Không né không luôn rồi. Chờ của ba. Đây mà chơi đi chị với bạn tao gì vậy? Đây ngồi chơi đi. Chơi. Ngồi lấy ghế cho anh ngồi nhé. Anh em mà đứng dặn. Ngày qua anh là thằng chơi, thằng anh là thằng bài ra đó. Nhưng mà xin lỗi đi. Thôi anh em ngồi chơi tôi chạy với bạn chị ngồi. Làm gì đấy? Bây giờ ngồi đây ngồi đi. Ngồi đó đi, ngồi đây chơi xíu vậy. Ngồi tôi. Ngồi đây. Tự nhiên không nhớ ảnh. Chơi với anh cả thôi. Anh không biết em đâu mà vậy em nè biết không? Giờ qua ông rủ. Đi chơi. Sưng á, không rủ tao. Biết sưng mà sao đâu. Chơi gì qua. Biết sưng mà đừng nào không biết tao. Qua ngày qua đi chơi mà đâu rủ tao đâu. Thì đó. Ủa qua có đi chơi không? Đi chắc tới đó. Qua tôi gặp Nghĩa chú đất nè. Ờ, ai nữa? Gặp Nghĩa. Ai nữa? Gặp anh không? Anh ngày qua không đi chơi đất nè. Tôi không biết đâu. Gặp em không? Anh Cảnh. Này, này lực nè. Ừ. Không biết em. Anh giờ còn béo nó chứ bị dài kìa. Dài bữa nó dài hả? Ừ. Ôi vậy béo ơi, nhớ luôn còn anh. Quê, quê. Phải tại nguyên nhóm luôn. Mày không quên của mình ổng luôn. Tại cái gì? Tại gì? Không, vậy không vậy. Lời của anh nói gì đó. Làm như ông già hay gì đâu. Tao già lúc giờ tao nói tao trẻ đâu. Nhưng mà tao vẫn đẹp trai. Tự tin có là tự tin có bản năng tự tin của mình á. Ông Tám có nhà không? Có, ông Tám có nhà. Nhớ ông Tám. Nhớ ông Tám mà không nhớ ông Cảnh. Tôi không biết ông làm gì. Tao không chảo đi. Ông có lòng tự trọng của ông nha. Anh bữa nay anh vô anh gặp fan là anh chụp hình. Ông chụp hình thì ông đứng đó ông chụp xong anh mới về đi. Chỗ ông ta nói chuyện ông làm gì đây rồi vậy? Hả? Nói chuyện với fan nói chuyện nặng với trời. Là fan. Ông phải fan gì ông có chuyện mà ông sẽ sáng lời người ta làm sao? Ông muốn lộn người ta cái gì? Ông muốn lộn người ta gì mà? Ông thấy mày fan chụp hình với mình cũng là ông muốn lộn người ta vậy? Fan người ta là nhà. Hello anh em mới lên rồi em ở đâu đâu nói chuyện xong rồi nói chuyện với anh. Tao nói chuyện với anh bằng anh hả? Hello em mới lên. Hello em. Bắt tay kìa. Chán hả? Ừ. Chút xíu chị nhìn thấy anh nè. Bắt tay nè. Hello em mới lên. Hai tay hôm nay nãy mà. Ông chịu ông đàng hoàng thì bình thường nè, tôi bình thường với ông. Còn ông sắp sắp tôi cũng gây không làm gì vậy. Bóp tay luôn. Bóp tay vô bóp tay mẹ người ta luôn rồi. Trời ơi ba ơi fan nặng lại ôm luôn không muốn chứ lấy gì nữa. Ông này ông đâu có muốn cua tôi vậy. Ghê. Ủa đây hành bên đây luôn gì vậy. Cái nhà nó biến thái lắm ông Cảnh. Ở đây dành chỗ này được. Bên đây. Ông nội bị gì ông nội ơi. Sao không biết gì. Còn những không biết tao đi để tao trả thằng fan nói chuyện với nó. Sát rồi tao mày. Quên. Trời. Này này, mày nói mình tao biết tên ổng. Anh là fan anh tên gì nào ổng tên gì tao không nói. Ông tên Cảnh. Trùng tên với Cảnh trong tem á, Cảnh trong tem nha, nhớ Cảnh trong tem không? Không. Không nhớ trời. Tem nào? Tem nào kìa, không tên nào. Trong tem Nguyễn Hải. Không biết ông không có Cảnh luôn. Ông này ông phải ông cứ giữ lòng tự trọng lại. Ông gặp tôi bình thường, ông bắt tay anh em bình thường. Bây giờ đã hỏi rồi, trong tem có mấy người? Ok. Ông đợi ông nói cho ông nhìn sắp sắp tôi ông có ý đồ gì? Tao có cách để cho nó phát hiện ra được mà. Ừ. Giờ tao làm bộ chụp hình với từng người đi. Chụp cái đó. À, chụp với quay dưới đây chụp. À, bạn lấy chụp. Thôi anh em đi tôi bạn chị tôi đi về trước nha. Trời ơi. Ơi, chụp bạn chụp bạn. Anh Hải.
ông phải là thường thường đâu. Chị em ổng là người gì? Để thử thử có phép không? Không. Đâu là ai cũng nhớ không nhớ anh á. Thôi bây giờ nè, anh hỏi ra trong tim có mấy người, kể tên từng người ra thứ ai. Hỏi không à? Đúng rồi. Anh nào bây giờ Hải hả? Hải. 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 Anh hỏi kìa. Ghê trời. Bây giờ em đứng xa anh rồi. Ghê. Ghê quá hả? Ghê. Anh Hải. Thôi đừng giỡn. Đạo quá. Biết trời ơi sao. Ngày qua tao nghe cái kinh luôn mà. Qua 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 tao dịch. Cảm thấy sống không được thì mình đi. Anh Hải. Đi đâu thì muốn nói một một lời đi ha, cho em mình đi đó, mình đi alo cái em cái đầu cái đầu này ông ngủ sáng giờ luôn. Ngủ sáng giờ đó. Sáng giờ cũng chay không em mình mới đây có ai chay lọi vô mặt đó không trời. Không đi giờ cũng được đó, cả nước cam này uống được thì uống trời ơi cam uống trời ơi sữa 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 thì được sữa 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 cam. Thất bại rồi, tội lỗi tôi dữ lắm rồi, quay vô quay. Cảm ơn anh. Lúc mà đập đầu ông đó, cái lúc mà ông nằm trên ghế massage đó. Ừ. Mà ông nằm ông ngủ tới giờ luôn đó. Hải, uống miếng nước cam anh Hải. Cảm thấy công việc mình đi sao đó. Ê, à, mình đưa đi khám. Nói phải nói rồi. Ê, ông lại nói giống con cớp rồi. Cái gì mà đợi vậy này. Anh Hải ơi, bữa nay em từ Kiên Giang lên nó hơi xa anh Hải. Trên chụp hình xuống tem có mà ăn cái tắm nha anh Hải. Không được rồi, đi đi anh. Đi đi, ổng không chịu anh ơi. Ổng không chịu anh đi đi. Chứ không lẽ em bắt xa. Ủa tao mới sửa của ai hả? Ủa mấy cà bó hả? Sửa. Rồi nãy giờ cho anh em cho thấy không nói gì. Lúc tỉnh lúc mơ luôn. Lúc tỉnh lúc mơ á. Chó này mới vậy. Ông này bắt tay chị bình thường. Ông mà bóp tay tôi quánh ông đó. Rồi. Bây giờ làm phản xuống được coi dài với lại một đường cảm cái gì quên. Anh mấy người nghe tôi khuyên cho. Cái gì đàng hoàng chuyện đàng hoàng ông bắt tay chuyện gì? Có thằng này thì mình đi. Không chịu anh đi. Không chịu anh đi. Nếu mà nó là ngải bây giờ mình nếu còn tỉnh hay không tỉnh nha. Đụng vô ly đã biết rồi. Đúng không? Gắn gắn chịu chứ để làm bộ đi lắc luôn máng đèn đó hỏi biết không tao lỡ biết gì mà lỡ gần cái tem nói chuyện thật sự ơi trời anh biết không nhớ không nói chuyện rồi thì ăn đi rồi quay qua đi kia không nói chuyện vợ ông bán cái chuyện chứ đâu rồi ông nhóc mà còn nhớ mà anh cả nó nhớ dạ. Ông nhóc tính ra nhà xa nhà tao luôn mà nó không nhớ dạ. Mà tính ra ở đây ai cũng nhớ chứ có mình ở đâu ông có đâu lợn ông biết là chuyện của ông còn tôi sớm tôi biết là chuyện của tôi ông làm gì trời bếp ổ bắt nhớ không ở đây không ta ra bàn vụ đó bạch đó bàn vụ đó bạch mà thì đó bạn nào chị đó bạn nào coi như tao người lạ đi bây giờ đã chung được không không cho đâu anh em chung. Đủ không cho đâu anh em chưa đủ anh em chưa đủ luôn rồi đủ đâu thiếu nè bằng hai nhỏ gái vô chưa thiếu anh thấy không được thì mình đi anh ổng chịu thì anh đi đi em kêu anh đi đi ông có nói mình kêu phải nhìn anh không không bữa nay sẽ xin chụp hình với tao một cái ông chụp hình thì bình thường lấy ra chụp hình thôi chứ ông làm gì sắp sắp là mới thua rồi vậy trời vậy xin chụp hình với em tám đứng đó ông chụp ông đứng xa xa ông chụp đi để tam đứng đây chẳng có tam đứng đây chụp trong mà có ai đâu đâu nên là đứng à chị chở chiếc Kiên Giang lên nữa ông ở đâu ông sợ là chuyện của ông tôi ở đây ông chụp hình bình thường thôi ông đứng động tam chứ không ông sờ ngó bóp móc lỏng gì à hay là Kiên Giang hơi gần quá ông đi ở Mỹ Tho ở Cà Mau đi Cà Mau đi mày quen không hả có ông anh là anh có một cái chơi với quen không không luôn sao đó chị với ông nói chuyện bình thường đi khách khứa thì nè ghế ông nằm ngồi chuyện bình thường đi muốn làm gì hoài vậy bị ngáo hả thấy không được ổng chịu đi anh đi anh nội đi ổng sao rồi đó, tao là cái thằng là khó quên nhất luôn sao mà nó bây giờ mình chở anh đi khám chở đi luôn chứ biết sao giờ anh chở đi đi chở đi khám nào anh Hải ơi anh em mình đâu à, anh là người lạ anh chở anh đi vào chở đi vào đi chở đi vào chở đi vào không nhớ ông chở đi vào nữa chứ mấy mày kia tao chở nó không nhớ tao giờ nào ông chở đi ăn thì được đi ăn không Hải người lạ tao chở đi vào Hải ơi dạ để tao coi rồi coi nhớ cái cách gì cục vàng thì cục vàng tỉnh thun tâm thun tâm cũng biết nhớ cái lên tỉnh táo rồi mát rồi con bé hay tao nè làm gì trời không nhớ luôn mới hồi bây giờ con qua không nhớ luôn ông
ông đi về đi nghe. Hai bữa trước còn bị da bộ nó luôn. Ông nếu mà ông á, ông thích tôi á thì ông ngồi nói chuyện bình thường, anh em nói chuyện hỏi thăm nhau. Ông động tay chân nói gì đâu có được. Thôi, bây giờ gì đi nghe. Mày làm bộ chó ngồi đi, chó ngồi chung mấy mày, tao làm bộ đi ra chỗ khác thôi, cái tao đi lại. Coi nhớ tao không? Ừ. Ông ngồi đi. Thôi vậy anh em xin phép về nha. Rồi nha. Bữa nay tôi cũng có buồn đó anh em được nhớ. Rồi. Bữa nào tôi rảnh thì vô đi. Bữa nào tôi gửi thì tôi gọi anh em lại. Cảm ơn anh, nó lên hàng thêm nha. Rồi bye bye anh nha. Ở Kiên Giang có gì hải sản gửi lên cho anh em ăn. Mà nó sắp trăng, Cà Mau. Kiên Giang thiệt, có quê gốc ở Kiên Giang. Ai bắt gì thôi, cũng cho. Bye bye nha. Rồi ok. Em dính luôn à. Em dính luôn cái gì không nói. Chứ ngồi đây đi, lát mình đi coi. Hey, anh em uống cà phê đem cho xong điện tôi. Quay mới ra anh. Mới ra hả? Mới ra mà mày uống cái nước sạch tắt cho mà không chịu điện tao. Anh mới lên đây vậy? Kìa hỏi kìa. Này. 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 Bữa nay quên thật mày. Này. Cái này bắn đá lộn. Bữa nay quên thật không? Tôi quay lại nữa trời. Trời anh cảnh rồi chứ không phải là thằng nãy kiến giang gặp anh chụp bầm cảnh kìa. Trời mấy bạn quen không? Không quen mà kêu ông về đi, như ông sắp sắp được quậy trời. Ông mới nói ông đi ra dẫm đảo vô lại đó. Không quen. Ê, bây giờ tao thay bộ đồ quá, bây giờ mấy tôi nó không quen đi rồi. Anh lành bộ đồ ủ chùm hết. Thử nhận ra chùm không? Để lấy bộ đồ ủ chùm nè. Đây, bây giờ mấy tôi nó không quen. Bây giờ tôi đi lại kìa. Nãy quên cái này này rồi đi. À, bye bye về mình sảy nè. Ok. Rồi. Đây bộ đồ bốn xuống nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Sao vậy? Xuống tôi gạt con nước coi. Gạt con nước coi. Cái miệng nó thở quá. Đi chơi. Mày hát nói cái gì? Má mẹ em chưa có vậy không thôi chứ. Ông lời. Ông lời chạy. Lần. Rồi, còn thấy anh sao rồi, cái lời quân. Đi góc này, góc này, góc này. Cái gì? Tại sao lại? Thằng mà mình khen mà nó làm hoài. Càng thêm nó càng làm hoài. Vô. Anh Hải ơi. Ủa? Hải. Tôi báo. Tôi báo là em mới đưa vợ em về. Quay đi cho anh. Mày nói em qua đó cũng đi chợ. Ủa? Nói này sao đó lần nữa rồi? Sao đó lần nữa rồi? Không biết ai khùng ai. Thấy này biết tôi béo không? Em biết tôi béo không anh? Rồi con. Phải tôi béo không? Ngầu quá ta. Tôi béo. Ông lại ông biết người đem nói chuyện tào lao xế không đụng tay ông chân biết ông bị khùng á, mày biến thái hay gì? Ông cứ đồ vô nó mẹ luôn đi. Trời ba ơi, ba đập cái đầu lại ba ơi. Cúi đầu quá trời nhất rồi. Thì giải rồi cái. Ông lo đi. Ông lo đi. Vô tới. Sao mà ông bị gì á, ông không nhận ra ông rồi. Ê sao thấy nó chạy. Ông không chịu đi về cả ông đâu rồi kìa. Không, bây giờ không chịu bệnh luôn. Chứ làm gì mày đỡ gì thấy nó vui hơn. Đúng không?
Đúng là trời biến biến thái cùng với cái gì mà giống cái bút mà coi cái bút mà thấy mình cái bút của mình tự nhiên anh ôm tan vậy nó sợ lắm rồi anh em không có sợ đâu, ông fan tôi chắc chắn là không tụi tôi mới lên em kiếm đúng rồi tôi quá là quý không coi nhưng mà ông á ông đàng hoàng đi ông gọi chuyện đàng hoàng đi mỗi năm anh em thằng xuống ông mến em này mến theo kiểu đó sao ai mà chịu chưa được cảm thấy mình đi cà bốn cây kìa cà bốn cây kìa anh ơi coi là ông biết cũng lại luôn không không quen với ai đâu mà biết là không biết à rồi nè tối nay nóc nhà nó ai quen mày nào mà mày biết là không biết thằng ơi tôi mà bạn biết mà hỏi tôi thiếu tiền mình chưa trả bây giờ mà nó quên tôi phải không đúng nghĩ trả tiền tôi quên luôn ba trăm mấy á à cũng được chân nhưng mãi cũng được luôn không quen rồi lấy gì rồi nhờ ai nhìn nhận con cháu rồi kìa à, cháu tôi nói vậy bà nội này bà thằng này té rồi vậy không sao bà không có té rồi bà tính tiền đứa con coi con đứa con đấy mấy ra chạy đường à mà mấy mày nhận ra tao đúng không không có biết không không 2 4 5 6 7 7 ra chạy đường ca chạy lá nhưng con phải sửa bà bà lão gì bà thấy bà không biết tôi muốn nói bà thấy gì vậy tính tiền chạy đường đúng không tính tiền chạy đường kìa à, ông anh ông bà làm gì ông cũng thấy ông nói chuyện được chứ ông sát vô ông sát vô ông sát vô hoài không làm gì đâu có được tôi là gặn tôi gặn anh như vậy đó tính ra là nãy tao đi ngang nhà bả mờ tao cháy giải luôn á mà sao bả nhớ tao quanh đừng tao gặn nóng tại ông người ta tưởng ông là bóp cổ thì chi chuyện bây giờ ông sát lên tao hoài gì hoài vậy bạn quen tao nói vậy ông to kìa nói nhiều hơn mấy mày cũng còn nhớ tao vậy thôi chị đây giúp anh đừng mà đừng kêu ổng có công ừ ông nội ơi ở nhà đi ba người ơi chở ba đi bệnh viện ba ơi vậy là xong tới lương máy bay rồi chạy gửi lương chưa rồi kìa dạ. Rồi vậy tên lương tao bắt rồi đây là để chở vui mà chứ chở đi hết vui tại vì là ba lương mắc thiệt mắc tháng rồi mắc có sao đâu mắc sao luôn tại không nhớ ông ừ thì hôm nay chơi nha tôi đi về trước tôi bận chuyện tôi về dạ má phải qua ngày lương cho được quay tôi không tăng lương đi chơi mà tự nhiên ngộ cái anh quên có mình anh tự nhiên quên có mình anh Khánh à tăng mắt tăng lương rồi thêm mắt tình cảm anh em dính tập tài ké vậy con ngồi nãy giờ cũng chịu nhắc tiếp sao nhắc được nhắc gì nhắc gì ổng không nhớ quýnh không chết đã anh sợ anh hơn gì nữa cái mặt tao giờ hiền nhẹo hiểu coi coi đầu chưa coi rồi cái đầu nó có gì đâu thôi bây giờ anh em ăn bạn bé qua ông đặt đây nè dần mới ướp bấm giống má tao giả thằng tư béo luôn mà còn nó còn nhận tao ra rồi anh em ở đây chơi đi nghe anh em nè xong đòi đi thì mai tôi dẫn anh em đi ra suối không có cho mấy người đi anh thì xem mình đi nè anh nắng cảnh. Tao phải tèm rồi đi. Phải người ta lên thăm mình thôi. Bây giờ mình thấy cái hành động nó bị khùng không? Biến thái à. Mặc áo đi, mặc áo rồi. Thằng béo. Mày đợi áo rồi, tao tức giận tao xí cổ luôn á. Cũng được tao. Giả không đưa béo rồi, tao không nhớ. Ngồi giả rồi, ngồi giả. Tư béo này giảm cân. Thôi vậy, vậy đi, mai đi suối. Ây da. Ây bộ, cái bộ. Giả ngồi lai. Ừ. 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 Bạn gì đó bấm tay cho thằng bạn ơi gì đó cảnh thường nói cái gì vậy anh không đi về đi mày nó khóc thấp tao mà vậy ảo không chịu về sao chịu về khóc luôn rồi kìa vậy không đi về đi anh cảnh ơi anh em đi chơi đi tôi về có gì ngày mai có gì anh em nhắn tin tôi nếu nói sao anh em nhắn tin tôi ok ngày mai ông đi theo cũng như nhắn tin tao thôi tao đi theo không được đi theo không khỏi nó có chịu đi đâu quen người ta nhắn tin làm gì ừ nó nhắn tin đâu không nhắn tin đâu rồi không nhắn tin cái chỗ vui vô ơi có mấy bạn à mày gì nè có bạn nè đó đâu anh em bạn bè đó phải Facebook luôn Zalo luôn đây là bạn bỏ túi luôn hỏi là nhận ra chưa có điện thoại không? Có nhận không? Không, nó nhận không? Mất điện thoại cũng sao nữa. Gì vậy nãy? Gì nữa trời, mất gì nữa trời. Không có ai trời. Trời. Sửa luôn trời luôn là trời. Mất thằng luôn thêm mất điện thoại. Ừ rồi chị. Đó tôi tâm hằng cái gì rồi. Chứ. Ba nó chạy như ba. Trời ơi, hả điện thoại luôn trời.
Tự nhiên đương rồi người ta làm chi? Nè nè nè, mở cái đó ra, lau đi. Lau bà nội mày chứ lau. Cái của ai? Cái của tao. Cái mượn lau đi anh. Nó tự nhiên giá sữa. Nè, mở ra. Gì vậy? Lại bên em cả cho anh chị mất tất cả rồi đó, mấy mày vừa lỏng mày rồi rồi coi gì tên tao tao đi sửa nội sáng nội à, nghe nè nghe nè gì mày like mày nè nè còn quên đi còn nóng rồi không cảnh á cảnh vô quá lạc á cảnh vô quá ở đâu lại Trời ơi, hỏi hỏi Giang. Ê, ngồi đây hỏi Giang. Ông hỏi mày đổi tên cá không nè. Đổi tên cá nó cũng chịu. Vậy là đổi tên tên Dương. Đúng rồi. Anh Dương. Ờ, anh Dương. Dắt. Mày nói mày quýt quại luôn kìa. Đánh. Đánh. Ngồi đây hỏi từ từ xíu xíu. Hỏi nữa là hơi trong túi tao còn gì là bắt nữa. Bóp bóp, bóp bóp. Bây giờ ngày mai anh em đi suối phải không? Anh em đi suối thì mới nhắn tin Giang. Nhắn làm gì? Cái gì nhỏ quá. Tại người ta họ nhắn làm gì, què gì, biết ông muốn chơi, ông chơi cái gì, ông muốn cái gì. Sao cho mình rồi. Rồi luôn, cảnh. Tuy nhiên cái tem ta chơi cái nhắn tin. Mày chơi video giống cái gì? Có đâu. Ông nói cho ông giống vui đó, giống vậy. Rồi xíu đi, xíu ông hỏi mới tôi trả lời, tỉnh tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Tao lắm, tỉnh. Ngáo này trời. Hỏi không bị dính nữa. Ông thích em phải không? Ông chấp nhận là ông thích em chơi bình thường. Nhưng mà ông có chuyện đàng hoàng, đừng đồng tao, em chơi ngồi xuống bình thường đi. Rồi ông giờ ông nói đi, ông ở đâu, ông làm cái gì? Ở Kiên Giang, cái lộn, ở đây nè. Ông ở Kiên Giang, anh chơi, thì chấp nhận anh chơi. Có thể là mời ông một bữa cơm, anh em gia đình hợp bạn nghe chuyện chơi vui vậy. Không, anh ở đây ông động tao, chân lên lên, ông bóp móp, sờ móp này kia, đang làm gì? Mày uống gì mà? Ông Kiên Giang. Vậy là ông hai mặt ừ? Cái mặt có hai mặt. Tại nãy ông nói nhận ông ra, giả người Kiên Giang vậy. Mà quay góc ở Kiên Giang nha. Anh nói thiệt với ảnh đi. Cái này là ảnh trong tay mình. Mày nãy giờ mày thấy tao có câu nào tao nói dốc không? Có, nó dốc Kiên Giang nữa. Kiên Giang. Từ béo nữa. Từ béo nữa. Mấy cái mẹ ra đi. Cái này mày chết rồi. Tập đại. Tập đại à. Kìa. Hồn luôn anh. Rồi anh đi về. Còn cái điện thoại để tao chơi bán hàng. Mắt thắng lương viết cái điện thoại. Nói Kiên Giang. Cánh. Trời ơi. Ê, nghe lời nè. Kêu lời. Tại em mày kêu anh Cảnh mà tôi kêu theo. Không đi đi, ông chưa trả tiền nước mà. Trời ơi. Ừ, trả thì đứa được. Trả nước đi. Cái này có cái sữa. Này sửa gì vậy? Sửa đâu nành. Nành. Trả cho. Thôi phải trả cho ông đâu lộn muốn bịt người ta xong. Đi ra chứ trả cho mấy ba. Không, mấy ba. Trả tiền đi không đâu đi. Đi ra chứ trả cho trả đây có chỗ trả. Lại sát được đó. Lại sát được đó. Ừ. Sát là bình thường tại chứ trả nước mà tao cháu út rồi tao lấy tới tiền của bà. Cháu út. Cháu rồi cháu ghẻ. Cháu ghẻ. Cháu ghẻ rồi gì vậy? Trời giờ thôi tại có kiểu như dòng họ mày phải đòi. Bây giờ đó cháu ghẻ đúng không? Ừ, cái lộn luôn rồi. Tao cái lộn luôn. Tao cái lộn luôn. Phải người ta không. Cánh. Út. Bây giờ đây có hỏi phải cháu mà ông nè. Bố ơi! Bây giờ mày nhìn coi nào bị khùng. Mày bị khùng, mày khùng. Mày bị khùng nè. Thằng này khôn hả? Mày khôn, mày khôn. Đâu bà nói đây. Khùng. Một cộng mấy bằng bao nhiêu? Một mấy bao nhiêu là gì? Rồi cái gì làm ra cái đó? Mày uống cái đó. Bà lấy thằng khùng. Mày khùng nàng này đó, không biết gì đường trả lời. Ừ, mày bị khùng. Thằng này có biết trả lời. Mày khôn cái đó nói lời. Ông đừng xà lên. Không mà nói mà mới đừng trả lời, không đi nói. Đây nè, ông đừng có trả bộ, ông trả tiền nước ông ta. Ông bộ chụp bả lắm hình xong trả tiền nước. Pha anh bả dữ lắm. Dạ. Chụp trời, ông trả bộ. Ông bộ dữ lắm. Con Giang lên. Tắm rồi, đừng tới nhiệt rồi. Ê, ông xạo nữa kìa, mới nói An Giang vậy, Kiên Giang vậy. Đó vừa hỏi nhớ. Mà sao bắt làm sao bằng con cháu người ta mà đặt gì. Rồi bây giờ nè, cháu ghẻ mà nè, phải không? Cháu ghẻ cháu ruột. Cháu ruột. Con này nó mới ghẻ, thằng này nó ruột vậy. Đây nè, con này lớn thì sao sẽ mặt là bắt vậy. Một đây con chỉ lại chỗ khác. Bây giờ, con đổ bổ mà. Chị Lần. Dễ thương nè, Thanh phải vậy đó. Tới sạch sẽ người ta. Con hỏi bà. Con cháu người ta mới thương chứ, lớn đầu mà nói chuyện. Con hỏi bà nè. Ê, ai? Hoài luôn. Ai, giờ tối này nè, giờ ai bị khùng? Nội này nè. Ông nội bị khùng. Khùng không? Khùng ở ngoài mới được người ta lợn. Bị khùng nhưng chạy đi thay đồ xong chạy ra nói là tao là tôi béo. Đừng nói mình là thằng Cảnh. Chạy. Chạy. Chạy.
mà đi nói vậy. Giờ tao nói ông đằng nào đâu, những cái tôm mới tự làm cảnh. Giờ này ông hỏi cái ông hỏi là nhớ chưa, nhớ chưa. Nhớ chưa tên gì, ông tên gì? Một con mấy, một bao nhiêu. Bao nhiêu là làm gì ra cái đó. Ôi ông không thể, ông không thể. Bắt ăn lương thiệt á. Cháu đi tao hưởng. Cháu đi. Cháu đi tao hưởng. Đi qua. Ở đây Tâm tịnh lên đi anh. Tịnh Tâm lại nha. Đi sướng hỏi nha. Đi mình biết sao đi. Ai đấy con mà hiển trạng không? Nãy em thấy điện thoại em bị khóa sửa. Không lấy chuyện đó nữa.